cáp dậy lên nha. Đó. Milo, Milo nè con. Milo, trời, Milo nó thèm thanh long quá. Nè. Đồ ăn không? Trời ơi, Milo lúc đầu cũng dành ăn với cá nha. Ăn miếng đi rồi chú cho ăn. Cái gì mẹ? Cám. À, cám. Đó, cám nhớ. Cá không nha, con cá 1.000 tỷ nè. Không có 1 tỷ nào hết mà còn nói 1.000 tỷ triệu đô, nằm mơ luôn. Đó, mình cho mà cá ăn cám á, khi mấy con bò nó thấy nó đòi ăn luôn. Lô lô, cô quay cùng lô, nó đang bị cá kìa. Bắt cho bà chín con đi con. Quay cái mặt của nó kìa. Phải biểu cảm là sao, chứ quay ngoài sao không được sao. Biểu cảm lô. Đây, biểu cảm gương mặt của cú Milo quay về đây nó chở bên kia các bạn. Để cho cá lòng nha Milo. Cho cá ăn hay cho Milo ăn đây? Cái nào Milo cũng dành đó vậy. Rồi ngán rồi phải không? Rồi. Đây. Nè Milo, Milo có cá nè con. Đó, có dưới mương đó. Đó, cá lội đó. Milo nhảy xuống ôm cá lên, lên cho chủ đi. Đang nấu lẩu mắm ăn. Bắt con cá tha chạy như bắt con gà vậy đó. Migo. Milo, Milo. Chủ thải bên kia kìa. Đó, qua bên kia đi. Kìa. Đó. Thấy không? Nè. Đó. Rồi. Thôi nè, cho miếng nè. Đi bắt con cá cho chủ đi, không chịu bắt. Trời chỉ mưa nè. Bắt vô nấu lẩu mắm. Tính ra này là những cá thanh long cuối cùng đó nè. À, thanh long cũng còn chứ. Mà được, bây giờ nó hết mùa rồi. Nó có trái không có tốt rồi. Chi học á. Mình bỏ rồi mình không có thích thú cái que bị lạ hết trơn. Dạ. Gì đó Milo? Milo, Milo đang rửa cá. Ừ, bị sặc luôn. Lô núp sau lưng bà chích xem. Dạ. Dạo rồi đó. Thôi mình chụp ngay chỗ mình vừa đi. Ôi da. Thôi đổi cái nón lá. Rồi. Ai đứng chưa bóng dừa còn này. Ai đứng đội dừa cũng cái đầu. Xin ổi. Ở đây có nhiều ổi nè Milo. Milo đi tới xin gì vừa vừa ổi nhiều một chút Milo. Thôi chú để đây chứ rồi đây. Đi đi kiếm kiếm ổi đi. Trời ơi. Cái trên non ơi, không có hửi được nè luôn. Để đâu biết tâm đi hửi kia tìm ổi.
đi đi luôn, đâu đi tiếp. Nó nhất định là cái bịch ổi là của nó. Thôi con không ăn được đâu. Bây giờ nhất định ăn cái ổi này không? Ăn là phải xiết cho bà con cô bác ta coi chứ. Nè, đứng lên. Nè, đứng lên đi. Đứng lên rồi mới ăn chứ. Phải làm vài động tác dỗ dỗ mới ăn chứ. Nè, nè. Dỗ lên rồi. Nó thèm quá rồi. Mà ngộ ghê, nó thích ăn nhiều ngộ của mình dữ lắm. Ngộ nhiều khi nó không thích luôn. Làm như của mình giòn ngọt vậy đó. Con video này nó cũng là dân sành điệu ăn uống thôi. Nè, mốt có ổi bán cho Milo quảng cáo ha. Giờ phải khu vườn mình trồng ổi nhiều đi, cho Milo lên mạng quảng cáo, bán hàng online. Nó ăn chưa đã là nó không chịu. Thì nào nó ăn đã thì nó mới chịu. Thôi đi cho con. Đây nè, ham ăn miếng lớp có ăn có được đâu. Thôi đi chơi được rồi nha. Ăn với nó đủ rồi đó. Rồi đi chơi. Chú đem cái bịch ăn, chú hái bưởi cho mấy anh đem thành phố ăn. Vậy mà cái điệu hóng hớt cũng ăn miếng bự à. Tánh ham ăn không bỏ. Ngậm luôn miếng ổi bự đi đó. Ngậm luôn miếng ổi bự rồi đứng ra ăn nha. Coi nó đứng coi nó làm xong. Rồi bỏ rồi. Để vinh vô để chút cho nó ăn. 20 cái dầu vô chồng đường kia đi. Cắt mớ bự cho em một món ăn. Ok. Đi mẹ đi. Không chịu luôn. Milo mới biết tao phải tha miếng ổi đi về ha. Sao đi giấu cơ? Giấu cái này đâu có được. Bỏ vô ca này đi. Ở đây không có chỗ giấu. Con mẹ trồng ba cái phai mì cho thì cũng chết rồi. Ổi chết rồi. Sâu đục thân nè. À, có chút xíu mà còn. Để nó da đổ thuốc vô. Ổi đục thân. Mưa tới rồi mẹ. Nó chạy theo kìa. Nó còn tiếc mấy cái ổi. Yeah.
bưởi thì già ngon lắm nè. Hôm nay không có ra coi mấy bữa này nó chín quá rụng luôn. Đang chiều chiếu luôn nè. Hồi đó nhớ ngày nào trời ơi, 1000 bưởi luôn nè. Dạ. Cái này cũng chín rồi. Có nhiều giai đoạn, có một giai đoạn thì bưởi không, còn có giai đoạn thì bông trồng bông sữa đổ quá trời, cả vườn bông sữa đổ luôn. Wow. Lúc đó quá trời rau. Đây, mình đi ra vườn hái ổi mà hôm nay không ổi, thành ra mình thâu hoạch bưởi.